Hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình và mình Đức Anh. Ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi trải nghiệm một vài quán ăn trên con phố Đặng Văn Ngữ. Thì mình đã đưa các bạn đi trải nghiệm một vài quán ăn trên con phố Đắc Di đúng không? Thì phố Đặng Văn Ngữ này thì cũng gần cái phố Những Hồ Đắc Di và Trung Tự. Thì không biết ở đây có món gì đặc biệt và chúng ta sẽ vào đây khám phá xem hương vị sẽ như nào nhá. Ok, bắt đầu thôi. Let's go. Và quán đầu tiên mình muốn giới thiệu các bạn khi các bạn đến với con phố Đặng Văn Ngữ đó là quán mì vịt quay. Thì ở đây thì bán rất nhiều món, đặc biệt là hai món ăn signature đó là món mì vịt quay và mì trộn xá xíu. Thì mình đã tham khảo trên các hội nhóm food review cũng như là trên đánh giá Google Maps để mà lựa chọn quán này để giới thiệu cho các bạn. Trong video này thì các bạn cùng với mình và thưởng thức xem hương vị đây xem có gì đặc biệt nhá. Let's go. Ok, và hiện tại thì mình đang có mặt tại bên trong quán mì vịt quay ở số 77 Đặng Văn Ngữ. Thì đây là một cái địa chỉ mà mình đã tìm hiểu và tham khảo trên Google Maps và một số các cái hội nhóm food review để mà review cho các bạn. Thì chúng ta sẽ, hôm nay mình đã gọi được 3 món ăn. Đầu tiên sẽ là cái món mì vịt quay, món signature của quán. Đấy, chúng ta sẽ có mì kiểu như mì bằng thắn kết hợp với rau cải, chip và một miếng đùi vịt rất là ngon. Đó. Tiếp đến sẽ là món mì xá xíu đấy, cùng topping, tuy nhiên ta sẽ thay bằng xá xíu đấy, một cái màu cam rất là đẹp kèm với phần nước sốt. Tiếp đến sẽ là cái món cơm rang vịt quay đấy, một cái món mà cũng được chị chủ quán giới thiệu đấy, các bạn xem đấy, cơm rất là vàng, thịt rất là ngon, dưa chuột. Đó. Kèm theo ở đấy thì ta sẽ có một cái phần nước mía lá nếp kèm với cả cà rốt. Đây, một cái kết hợp khá thú vị nhưng mà cũng khá lạ để mà thưởng thức xem cái hương vị nó sẽ nhiều. Thì mình cũng đã thưởng thức cái món nước mía Nha Đam tại quán bún đậu ngon ở số 6 Hoàng Hà Thám rồi, thì mọi người thưởng thức nhá. Cái nước này hầu hết thì sẽ có một cái vị ngọt nhẹ thanh, sẽ có mùi thơm của lá nếp, khá là ngon đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ thử cái món mì vịt quay. Đây mình sẽ để hai món đây và sẽ nên chúng ta sẽ trộn nhá. Đấy. Đây cho bạn xem. Đấy. Cái mì này nó cũng khá là dính, chúng ta sẽ phải trộn đều kỹ hơn. Đó. Ok. Đầu tiên chắc là mình sẽ thử cái phần mì ở đây nhá, xem nó sẽ như nào. Đấy. Phần mì ăn rất là mềm. Cái rồi phần sốt thì mình không hề không quá mặn, bởi vì đằng kia có phần là xì dầu, hắc xì dầu và phần dầu hào, độ ngọt rất tự nhiên, ngon phết. Nếu bạn xem video của mình thì mình đã review cái món mì Đài Loan thì hương vị cũng kiểu na ná như vậy, kiểu dạng Hồng Kông ấy. Đây sẽ là cái miếng thịt vịt nhá. Đó, thưởng thức nhá. Nói thì vị đây rất là chắc, mềm, không bị bở được nữa. Đây là một điểm mà đánh giá cũng khá cao, cộng một điểm ở quán mì này. Kết hợp với phần mì và phần rau thì sẽ là một combo khá hoàn chỉnh. Ngon đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với món mì trộn xá xíu. Thì chúng ta sẽ thưởng thức thử cái miếng xá xíu nhá. Đây mình sẽ cho các bạn xem. Đây. Đó. Đầu tiên sẽ thử luôn. Rất ngon. Thịt rất là dày. Kết hợp với cả một chút ngũ vị hương làm tạo vị kiểu như là cái món thịt quay bình thường ra ăn. Rất là ngon. Tuy nhiên là cái thịt này nó sẽ thiên về có sẽ có hai vị, là vị mặn, vị ngọt nhẹ, còn lại thì ok. Đấy, đây mình thử thêm một chút mì nữa.
Chúng ta cái mì này sẽ trung hòa được cái độ mặn, hơi mặn chút của cái thịt này, nhưng còn lại tổng thể vẫn khá là ngon. Ngay cái điểm yếu của nó thì sẽ góp ý là cái phần mì ấy, sẽ cần cải thiện, nó sẽ độ mềm hơn, tại vì lúc mà để ra ngoài một lúc ấy, nó sẽ hơi bị khô và bị dính với nhau. Đó. Đây, chúng ta sẽ tiếp tục cái món đầu tiên là sẽ món cơm rang. Đấy, từ test trước. Đó, đây các bạn. Đó, thấy chưa? Đó. Cơm đây là cơm kiểu dạng rang thập cẩm, nhưng mà sẽ nó thiên về mềm hơn chứ không giòn lắm. Nhưng còn lại thì về thưởng thức thử cái món vịt và phần cơm xem như nào nhá. Như thế là cái điểm cộng cho món cơm rang này, nó thêm một chút hành rất khá thơm so với những món kiểu cơm rang mình đã từng ăn kiểu chơi bò hay là thập cẩm, thì ở đây cũng sẽ có nhiều hành ăn rất khá thơm, kết hợp với dưa chuột. Ok, sau khi mình thưởng thức khoảng 3 món ăn signature của quán vịt quay 77 Đặng Văn Ngữ thì mình giá xong. Bây giờ có thể thì mình thấy điểm cộng rất là cao. Đầu tiên là vịt khá là chắc, da rất là mềm, ướp rất đậm đà. Cái phần nước sốt nó không quá mặn, kết hợp với phần mì nó trung hòa được, vừa mặn vừa ngọt nhẹ nhẹ, kết hợp với vị rau khá là tươi, thì mình sẽ recommend thì mình sẽ chấm cả hai món mì vịt quay và mì xá xíu tầm khoảng 9 điểm. Còn cái xá xíu thì mình thấy là bản rất là to, kết hợp với cả ngũ vị hương rất là thơm đặc trưng của cái vị của vị thịt xá xíu. Còn cơm gà cơm vịt quay thì mình nghĩ là cái phần cơm nó sẽ rất là thơm, vị hành, tuy nhiên mình cần cái vị giòn giòn nhẹ thêm hơn nữa thì nó sẽ làm cái option cực kỳ tuyệt vời. Thì cũng có thể thử thêm cái phần nước mía này nữa thì cũng tạo độ ngọt nhẹ nhẹ và mát mát trong mùa hè thì cực kỳ ổn định luôn. Thì ok, thì mình sẽ thưởng thức ba món ăn này và chúng ta sẽ chuyển đến điểm theo. Và con thứ hai mình muốn giới thiệu bạn khi bạn đến với con phố Đặng Văn Ngữ, đó là quán bánh mì chảo cột điện ở số 71 Đặng Văn Ngữ. Đây là cơ sở chính thức và một cơ sở nhượng quyền nữa là ở bên Chùa Láng. Thì mình đã được tham khảo cũng như là được mọi người recommend rất là nhiều cho các hội nhóm food review cũng như là tham khảo các cái đánh giá trên Google để xem hương vị đấy sẽ như nào, thì các bạn cùng mình trải nghiệm trong video nhá. Let's go. Ok, và hiện tại thì mình đang có mặt tại bên trong quán bánh mì chảo cột điện tại số 71 Đặng Văn Ngữ. Thì đây là một quán ăn mà cũng đã có hai cửa chi nhánh, một là ở Đặng Văn Ngữ, hai là ở Chùa Láng. Thì hôm nay là đầu tiên mình thưởng thức, mình muốn giới thiệu bạn qua con phố Đặng Văn Ngữ này thưởng thức xem hương vị nó sẽ như nào. Đầu tiên thì sẽ là món bánh mì chảo với mức giá là 46.000. Đấy, không có bò, chúng ta sẽ có pate, trứng mặt trời, xúc xích, thì răm thịt sông khói, và phần đặc biệt là sẽ có cái phần khoai tây nghiền đây, và nước sốt. Tiếp đến sẽ là một cái combo gọi là xíu mại phô mai hoàng kim cùng với cả món trà rau me, thì mức giá 79.000. Đầu tiên là sẽ là cái phần xíu mại này, có khoảng 5 viên. Đó. Tiếp đến sẽ là cái món trà rau. Đó. Trà xí rất là đẹp. Đấy. Ok, thì với mức giá là 46.000 thì mình thấy là nó rẻ hơn so với những combo mà bánh mì chảo mình từng ăn. Thì các bạn biết là mình đã review rồi, bánh mì cô long, rồi bánh mì ô long, hầu hết sẽ có thịt bò, nhưng cái suất này thì đặc biệt riêng là có 46.000 thôi. Đấy, sẽ đầy đủ. Thì chúng ta sẽ thưởng thức nhá. Cái điều cảm quan mình khá là thích đó là cái trang trí sẽ dùng cái chảo gang, nhưng mà cái gang màu bạc đẹp hơn so với những cái mấy quán kia dùng màu đen. Đây cũng dùng cái đĩa gốm, nói chung là chủ quán đầu tư về cái mảng decor như là trang thiết bị về bát đũa khá là ok, ổn đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ thử phần nước sốt nhá. Đây là phần nước sốt cũng khá là đặc. Đấy, thử thức nhá. Nước sốt thì mình thấy là có vị chua ngọt, nhưng mà vị chua nó hơi nhiều hơn. Đó. Nhưng hậu vị nó sẽ có phần độ ngọt nhẹ, thơm thơm, cũng kiểu như liên tưởng của cái mùi me gì đó. Không biết đấy có phải phần cà chua không.
Đây, tiếp đến sẽ là cái phần đầu tiên là mình sẽ thưởng thức thử cái món thịt giam bông nhá. Đó, ướp sốt. Đó. Giam bông thì nó cũng kiểu mặn mặn như các loại bình thường khác, không có gì đặc biệt cả. Đây sẽ là cái phần khoai tây nghiền. Đó, nhìn rất là Tây luôn. Nhưng mà lại là Việt, thế mới ảo đấy. Khoai tây nghiền đó. Đầu tiên mình thấy mình ăn cái bánh mì chảo mà có khoai tây nghiền. Bình thường các bạn thấy là chỉ có khoai tây nghiền ở trong các cái món steak, món châu Âu thì mình sẽ có khoai tây nghiền thôi. Khoai tây nghiền là mình thấy là có thêm một cái vị kiểu chi hay phô mai hay sữa kem béo đẩy hương vị. Tuy nhiên là cái phần khoai tây cũng sẽ thi thoảng có phần hơi lợn cộn, nên là chưa được nhuyễn hẳn. Đây sẽ phần pate này, cực ngon luôn. Đó, mình rất mong chờ tại vì muốn sẽ test cho bạn xem. Đó, thấy chưa? Đó. Tiền thử món pate. Pate đây thì mình thấy là khá đặc biệt là cái phần lớp xém ở bên trong dán rất là rõ, kiểu dán kiểu hơi cháy, kiểu có cái lớp phủ ở trên so với các loại pate mình hay thường ăn. Thử nhá. Cái pate này thì thiên về vị gan. Tuy nhiên mình thấy là về độ đặc, độ thơm thì mức độ tạm được thôi. Đa phần chính sẽ là hương vị nhiều vị hạt tiêu hơn. Không quá nổi trội. Còn lại đây tiếp tục sẽ là món xúc xích. Đấy, tương nhau. Xúc xích này, xúc xích dạng là xúc xích cốc, cốc theo mà mình không biết được, tại vì mình hay mua loại này của CB. Được rồi. Vì cái món này là những món chế biến sẵn rồi. Đây thử rau. Rau chua ngọt, giòn, thơm hết. Đây sẽ là cái món trứng mặt trời. Đây mình sẽ lấy cho các bạn. Đó, trứng mặt trời. Đó, được nhá. Đây có chắc là có khuôn sẵn rồi, làm. Đây, mình chọn nhong trứng này. Trứng này thì cũng không phải lòng đào hẳn, chúng là hơi tái tái một chút thôi. Còn lại thì cũng ok. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ góp ý phần nước sốt thì sẽ giảm cái độ phần chua, thì nó sẽ ăn mức độ ổn hơn. Đây, mình là một người thích ăn chua, nhưng đây nó kiểu hơi chua quá một chút. Ok, tiếp đến sẽ là combo trăng non, mức giá 79.000. Thì có gì đặc biệt? Đầu tiên thì sẽ là cái món viên xíu mại, được trang trí thêm một lớp trứng muối ở đây. Đấy, nhìn các bạn có thể tưởng tượng như là dùng cái trăng tròn vào cái ngày rằm của Trung Thu. Đấy. Chắc là mình sẽ thưởng thức nhá. Trứng muối thì nó hơi bị mặn, tuy nhiên nó sẽ là cái chủ đạo cốt chính luôn thế. Thì thịt thì mình thấy ở mức độ là khá chắc, không bị kiểu bờ. Tuy nhiên kết cấu thì có thêm một vị tiêu. Nhưng để combo kết hợp với nhau ấy thì nó sẽ là một cái vị hơi mặn một chút. Mình không biết là cái phần thịt viên có ướp hay không, nhưng tuy nhiên nếu mà kết hợp với phần trứng muối thì nên giảm cái độ mặn của cái thịt, thì mình sẽ là combo hoàn chỉnh hơn. Ăn nước thì ok, không quá mặn. Đây mình sẽ thử cái phần chấm cái phần nước sốt nhá. Đó, đi kèm. Đó. Đó, thử nhá. Mình nghĩ là đây sẽ là cái nước kiểu như là dạng tương ớt pha loãng. Đấy, có hạt ớt này. Cái kiểu như là dạng trí trương của Hải Phòng, như pha loãng ra chấm. À, và combo này thì mình nghĩ luôn là đây sẽ là khoảng 4 viên xíu mại, chỉ có một viên là sẽ có trứng muối thôi. Nhưng kết cấu thì nếu ăn xíu mại riêng thì mình thấy là ok, ngon đấy. Không bị mặn quá. Đây sẽ là món trà dâu me. Thưởng thức xem là so sánh với các loại trà. Cái trà này thì nó sẽ thơm vị dâu, có một chút chua nhẹ của me, chúng ta cảm nhận rõ được cái vị đấy. Đó, phần thạch uống khá là mát. Mình nghĩ là cái món trà này cũng là đối thủ cũng ngang tầm với cái món trà dâu anh béo, chỉ kém một chút là vì cần cái vị thơm một chút hơn thì mình sẽ đánh giá cao hơn.
Đây là vị chanh nhẹ, chanh vàng này. Và dâu me sẽ là kết hợp rất là nhiệt đới, rất là fresh. Đây kèm với nó là bánh mì chuột. Ở đây sẽ không ăn mì to mà sẽ bánh mì chuột. Mình cũng sẽ thưởng thức chấm thử cái phần nước sốt vào đấy nhá. Và lấy thêm một chút pate. Cũng ngon. Đó. Ok, sau khi mình đã đưa bạn đi trải nghiệm hai món ăn tại món bánh mì cột điện mình giá như sau. Bây giờ có thể cái món suất bánh mì chảo 46.000 thì mình đánh giá cái pate và cái phần trứng là mức độ ổn, nó không quá đặc sắc. Cái phần đánh giá cao hơn nữa là cái pate nó sẽ có phần lớp xém ở trên khác với loại pate mình thường hay ăn. Tuy nhiên phần nước sốt thì nên cố gắng là giảm cái độ chua một chút thì mình sẽ đánh giá cao hơn so với quán bánh mì chảo mình hay ăn. Nó xíu mại thì xíu mại đây thì mình biết là chắc là họ sẽ ướp thịt để vào vo viên xong nó sẽ hấp lên thì cái độ mặn nó sẽ hơi cao một chút. Lại kết hợp với cả thêm một quả trứng muối rồi nữa thì độ mặn lại càng cao. Thế nên là mình sẽ góp ý là nên giảm độ mặn một chút thì mình sẽ thích cái món này hơn. Còn món chả dâu này me thì nên thử bạn nhé, mình ra thấy rất là ngon. Tuyệt vời. Thì mình sẽ thưởng thức ba món ăn này và chúng ta sẽ di chuyển đến địa điểm theo nhé. Ok, và địa điểm cuối cùng mình muốn giới thiệu bạn khi các bạn đến với con phố Đặng Văn Ngữ đó là quán bánh mì nem khoai gần trường trung học phổ thông Kim Liên. Đây là một quán đầu tiên trên phố Đặng Văn Ngữ, thì ở địa chỉ là 7A4C phố Đặng Văn Ngữ. Thì các bạn cùng mình vào trải nghiệm để xem là cái món này có gì đặc biệt và khác biệt với những món bánh mì khác hay không, thì trải nghiệm thôi. Let's go. Ok, và hiện tại thì mình đang có mặt tại cái quán gọi là quán bánh mì nem khoai tại gần trường trung học phổ thông Kim Liên ở số 7A4C Đặng Văn Ngữ. Đây là quán đầu tiên trong cái phố Đặng Văn Ngữ này bán món bánh mì này. Và mình thấy một kết hợp cũng khá là đặc biệt giữa nem chua và khoai. Đây cho các bạn xem. Đấy, đây là phần nem chua này. Đấy, bên trong sẽ là phần khoai kèm với cả xà lách. Đấy. Ở đây chúng ta sẽ có ăn khoảng 3 loại sốt, sẽ có tương ớt, tương cà như là mayonnaise. Đấy, mức giá khoảng 15.000 một chiếc thì sẽ thưởng thức xem hương vị sẽ như nào nhá. Rất là mong chờ luôn. Mình cảm nhận cái độ giòn của nem chua rất là thơm. Và phần khoai tây chiên sẽ là cái điểm nhấn trong món ăn này. Kèm với 3 loại sốt có vị cay cay nhẹ, chua ngọt nhẹ, nó sẽ thúc đẩy cái vị giác của nó ăn ok hơn. Về khẩu vị thì mình thấy là nó không quá mặn nhưng mà nó sẽ phù hợp với mình và sẽ phù hợp với tất cả bạn học sinh sinh viên. Với mức giá khoảng 15.000 đúng không? Với mức mua giá như thế thì mình sẽ rất là ok, ngon. Mình ăn rất nhiều loại nem chua, từ nem chua rán, loại là nem chua khác. Thì ở đây nó sẽ cấu nó mềm hơn so với nem chua, nó không giòn kiểu nhiều bì nhưng mà nó vẫn mang được cái độ ngọt từ thịt và độ mềm từ nem. Và khoai đây thì mình đánh giá rất là cao. Đây sẽ là cái món best, mình sẽ quay trở lại đây nếu mà có thể không tìm được món ăn nào trong trong ngày hoặc trong bữa thì đây sẽ là những món ăn cứu đói rất là tiện lợi đúng không? Mức giá 15.000. Ok, thì mình đã đưa các bạn đi trải nghiệm ba quán ăn trên phố Đặng Văn Ngữ, thì các bạn thấy sao và các bạn cảm thấy như nào? Thì mình sẽ recommend các bạn những món ăn các bạn nên thử, đó là món mì vịt quay, món bánh mì nem khoai cực kỳ nổi tiếng tại trường trung học phổ thông Kim Liên và phố Đặng Văn Ngữ. Thì các bạn hãy thưởng thức, nốt lại địa chỉ và feedback cho mình để phía dưới mình có thể được biết nhá. Thì một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên like, share, subscribe kênh của mình cũng như là follow mình trên Instagram. Tạm biệt, còn lại cho những video tiếp theo. See you next time. Bye bye.